Thưa quý vị, trong lúc cô Thế Thủy trình bày tiếp thì chúng tôi nhắc là trong nỗ lực mà chúng tôi là một phần nhỏ để yểm trợ cho giáo sư Nguyễn Văn Canh và phong trào vận động đòi chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam của mình, thì thưa quý vị, cái nỗ lực mà gửi một cuốn tài liệu mà viết ra bao nhiêu năm nặng óc và tìm tài liệu, giáo sư Nguyễn Văn Canh lớn tuổi rồi mà còn làm việc này thì chúng tôi vẫn kính phục và tiếp tay với tiến sĩ. Giáo sư, thưa quý vị, nhớ là mua, mỗi một người giúp mua một cuốn sách bằng cách gửi tiền lên ban tổ chức để gửi cho tất cả những yếu nhân của nước Mỹ, của thế giới, của Liên Hợp Quốc để họ biết cái Hoàng Sa, Trường Sa đích thị là của người Việt Nam mình, không có phải như tạo nó bậy. Cho nên mình phải ủng hộ cái chương trình này. Chúng tôi cảm ơn quý vị liên lạc thẳng với ở trên, có telephone, có website, đủ thứ hết á. Nếu như quý vị mà không có biết, không có muốn thì liên lạc với cô Thế Thủy, hai đài VNTV chúng tôi chuyển lên, rồi ở trên gỡ biên nhận chúng tôi công bố lên. Thưa cô Thế Thủy, hồi nãy cô nói cái chuyện Úc rồi nè, Nhật rồi, bây giờ còn Ấn Độ làm sao nữa? Quý vị cũng biết là tình hình Biển Đông rất là căng thẳng. Thì hôm nay là Úc, ngày xưa Úc đã lên tiếng, rồi Nhật lên tiếng, bây giờ Ấn Độ cũng lên tiếng luôn. Thì chúng ta không thể nào ngồi yên được. Thì quý vị, Thế Thủy cũng chia sẻ với quý vị một cái tin nhỏ rằng là tháng 6 vừa qua thì có sự đụng độ giữa lính Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galvan tại cao nguyên Ladakh ở vùng biên giới, trên bộ tranh chấp giữa hai nước. New Delhi đã khai triển tàu chiến qua vùng Biển Đông. Thì động thái này tuy nhiên đã được giữ kín, mà mãi đến hôm qua, hai ngày vừa rồi, 30 tháng 8, thì truyền thông Ấn Độ mới lên tiếng là có cái sự tranh chấp. Thì Ấn Độ lại tố cáo Trung Quốc xâm phạm biên giới. Trên bộ tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn căng thẳng. Ngày 31 tháng 8, New Delhi một lần nữa ta lên tiếng tố cáo quân đội Trung Quốc có những hành vi quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng đóng ngoặc kép ở vùng Ladakh. Một bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã khẳng định rằng vào đêm 29 rạng 30 tháng 8 năm 2020, quân đội Trung Quốc đã vi phạm sự đồng thuận đạt được trong nước đó trong các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao liên quan đến bế tắc đang diễn ra khu vực Đông Ladakh. Kính thưa quý vị, thì tình hình Trung hôm nãy mình dùng danh từ là Biển Đông của nước Việt Nam cho dễ hiểu, thì chúng ta lên tiếng, nước Mỹ lên tiếng, Nhật Bản lên tiếng, Ấn Độ lên tiếng, Philippines lên tiếng, và không thể nào nhiều người lên tiếng như thế mà Trung Cộng gọi cho mình là đúng cả. Thì anh Dương Miên có nói đến quý vị về cuốn sách của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Quý vị nếu có thời giờ đọc thì đây là cuốn sách nói về chủ quyền dân tộc Hoàng Sa và Trường Sa. Quý vị có thể mua trên Amazon, đánh Paracel and Spratly là cuốn sách hiện ra bằng tiếng Anh. Đánh Hoàng Sa, Trường Sa thì sách hiện ra bằng tiếng Việt. Mà nếu quý vị muốn ủng hộ cuốn sách này thì xin liên lạc với ban tổ chức ở trên mạng, thì chúng gửi tiền cho chúng tôi 40 đồng cho cuốn sách, thì chúng tôi sẽ gửi những cuốn sách này đến những nhà dân biểu, thượng nghị sĩ, những thư viện cần thiết để cho chúng ta có một cái nguồn gốc rõ ràng. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam chứ không phải là của Trung Cộng. Thì thế hệ con em của chúng ta sẽ hiểu hơn, và họ là những người trẻ sẽ đi tìm những cái cuốn sách mà có căn bản, có bằng cớ đàng hoàng. Thì nếu quý vị mua ở trên Amazon thì quý vị phải trả tiền thuế và tiền shipping. Nếu quý vị muốn các anh chị ở trong ban tổ chức mua dùm thì họ sẽ trả cho quý vị tiền thuế và tiền shipping. Đây là một cái sự mà Thế Thủy nghĩ là tất cả mọi người Việt Nam nên tham gia vào để đóng góp cho công việc chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
không phải riêng gì đây là công việc của giáo sư Nguyễn Văn Căn, mà là công việc của tất cả những người Việt Nam ở nước Mỹ cũng như toàn trên thế giới. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Thế Thủy. Thưa quý vị, Leo lấy giùm cho kênh số 9. Thưa quý vị, Tổng thống Trump ngày hôm qua ông nhắc lại, ông nói rằng đảng Dân Chủ là đảng tuyên truyền cho Marxist. Gọi là Tổng thống Trump nói nha, tôi đã nói cô Thế Thủy cũng như chúng tôi đã dẫn cái chương trình của Black Lives Matter rồi, bây giờ tới Tổng thống Trump cũng nói giống vậy. Nhưng thưa quý vị, câu chuyện này là câu chuyện đau lòng của những người dân chủ Orange County. Phó Chủ tịch của đảng Dân Chủ Orange County ngày 30 tháng 8 đã post lên trên cái Facebook của mình ca ngợi cáo già Hồ Chí Minh tên tội đồ dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, câu chuyện này gây phẫn nộ không phải chỉ cho người Việt tị nạn của mình thôi, mà giới trẻ của mình, các dân cử trẻ như là cô Thu Hà, rất là nhiều người trẻ và dân biểu nghị sĩ của đảng Dân Chủ trong vùng, tất cả đều lên tiếng chỉ trích cái ông này. Ông này, cái tên của ông là Jeff Letourneau, tức là có lẽ là gốc Tây. Ông này là phó chủ tịch đảng Dân Chủ. Thì thứ nhất, họ yêu cầu ông phải xin lỗi. Họ yêu cầu ông từ chức. Ông nói ông xin lỗi thì ông chịu xin lỗi và ông chịu gỡ cái này xuống rồi. Ông cũng chịu xin lỗi rồi nhưng mà ông không từ chức. Thì nội bộ đảng Dân Chủ đương lập thủ tục để truất phế ổng. Các dân cử từ liên bang tới tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ cũng áp lực để truất phế ổng này. Thưa quý vị, tại sao câu chuyện lớn như vậy? Quý vị nhớ cái mùa bầu cử giữa kỳ 2 năm về trước, Orange County đã lọt nhiều ghế của Cộng Hòa vào tay Dân Chủ. Dân Chủ mừng húm, tại vì đây là coi như là thánh địa của đảng Cộng Hòa mà bị thua Dân Chủ. Cho nên cái vố này làm cho đảng Dân Chủ mất uy tín. Đảng Dân Chủ phải áp lực để lấy lại cái cảm tình của người Việt Nam của mình. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện này nói lên cái gì? Nói lên quan trọng của lá phiếu. Chúng ta đi bầu. Ai chưa ghi danh? Ai chưa ghi danh? Hãy ghi danh. Và chúng ta bằng mọi cách dùng sức mạnh lá phiếu đó để tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cũng như mười mấy ngàn km vuông ở trên biên giới Việt Trung do Việt Cộng dân cho Trung Cộng. Chúng ta phải đòi lại. Chúng ta dùng luật pháp Hoa Kỳ, tư cách công dân Hoa Kỳ và sức mạnh của Hoa Kỳ để chúng ta làm điều đó. Quý vị đừng quên là ghi danh bầu cử. Trên màn ảnh chúng tôi bên góc tay trái, quý vị luôn thấy là còn bao nhiêu ngày nữa để chúng ta nóng lòng tới ngày bầu cử. Thưa quý vị, một vấn đề cũng tương đối quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta nữa. Bây giờ Leo lấy dùm cho cái hình số 10. Tất cả những Phật tử, tất cả những quý vị không phải là Phật tử nhưng mà thích ăn chay, cho nó nhẹ nhàng cơ thể cũng như là tránh cái sát sinh, hay là đấy hết cho nó ốm chút cho nó đẹp, quý vị thấy không, là ăn chay. Mà ăn chay ở đây đó, các tiệm Việt Nam mình ở đây đó, chỗ nào cũng bán của hãng Minh Chay. Quý vị nhớ kỹ, tôi lập từng chữ cho quý vị nghe nè. Minh Chay, báo ở Việt Nam chứ bên Mỹ không có. Báo Việt Nam Loan, báo Việt Nam Reco, tức là thu hồi những cái món ăn mà bị nhiễm cái độc mà chết người. Đây là cái món kêu là ba tê chay. Hãng của nó tên là Minh Chay. Nếu như chợ Việt Nam nào có bán, lập tức thu hồi gửi trả. Rồi bển người ta trả tiền lại cho quý vị. Đừng bán cái này cho đồng bào mình ăn. Đồng bào mà ai lỡ mua cái này, khán giả lỡ mua cái này, lập tức đem trả lại, đem receipt trả lại chợ.
Và nếu như gặp sức khỏe có trở ngại, tới ngay cơ sở y tế để được cứu. Tại vì đây là một loại vi khuẩn tàn độc mà nó có thể làm cho quý vị chết người, bị những bệnh mà khó, rất là khó chữa. Thì cái bản tin này của báo Việt Cộng thì nó dài lê thê, nhưng mà đại khái tập trung vô cái chuyện giống như ở Mỹ đó, phát giác ra có một con virus là cái gì sai quy định đó, người ta reco. Thì đây là reco ở bên Việt Nam. Chúng ta ở đây không có tin tức nhiều ở Việt Nam. Quý vị nghe đài VNTV nó có lợi vậy đó. Chúng tôi có cái tin này loan báo liền cho quý vị. Và lưu ý các chủ chợ, nếu như bán hàng của hàng chay của Minh Chay thì coi chừng. Khi nó nhiễm ở pate, nó có thể nhiễm những cái khác mình chưa biết, nhưng mà thận trọng. Chúng tôi không muốn làm mất cái nguồn lợi của Minh Chay, nhưng mà cái sức khỏe thì quan trọng hơn cái nguồn lợi. Cảm phiền nha. Và thưa quý vị, Leo lấy giùm cho cái video số 3. Tôi rất khoái cái tên này. Đó là các em nhỏ. Tôi là thương con nít lắm. Tôi là Akela của phong trào hướng đạo, mà Tổng thư ký hướng đạo thế giới tới đây phong cho tôi một tước hiệu kêu là Akela ngu nhất của phong trào hướng đạo thế giới. Tôi coi một lần 286 xoay con ở Orange County năm 1984. Quý vị biết không? Điên. Nhưng mà thương con nít. Bây giờ Bộ Canh Nông Hoa Kỳ nói mấy em mùa Covid này đói, cho nên quyết định là tái tục cái chương trình cho các em ăn không tốn tiền, tức là miễn phí cho các em. Cảm ơn Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Nhưng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, Thế Thủy và chúng tôi muốn gửi đến quý vị một hình ảnh nhẹ nhàng, dễ thương, đầy tình người và cũng liên quan đến các trẻ nhỏ. Chắc là Leo sẽ đổi qua một cái video số 7. Số 7, video số 7. Quý vị sẽ nhìn thấy một hình ảnh như là cháu chắc baby của mình ở trong nhà. Em mới có 3 tuổi, quý vị tin không? 3 tuổi mà làm sao nó làm được bánh? Bây giờ trên Internet nó coi YouTube hay là nó coi Internet chỉ cách quý vị theo. Em bé này có 3 tuổi thôi. Thì em mới nghe tin hay là nghe cha mẹ nói chuyện đó. Em thấy những người mà làm trong ngành y tế, từ bác sĩ, y tá đến y công, tất cả mọi người ở tuyến đầu chống đại dịch này, thì em nghĩ ra cái cách là tự tay em. Đương nhiên cha mẹ sẽ đứng sau giật dây giúp đỡ. Và thưa quý vị, em làm bánh rồi nói cha mẹ chở tới nhà thương tặng cho những người này. Thưa quý vị, cái video này xuất hiện trên tôi nhớ không lầm thì là của CBS. Đã có nhiều người ủng hộ và ca ngợi em bé này. Mà tôi đọc tôi cũng thấy rưng rưng nước mắt, tại vì một em bé nhỏ mà có thể làm được cái việc này ở giữa mùa đại dịch, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng như các em biết rằng tất cả mọi người liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho chúng ta đều phải đối phó với những cái thách thức lớn. Tôi nói ai đâu, trong cộng đồng Việt Nam mình, quý vị thấy nhiều cơ sở của bác sĩ dân phòng mạch mở cửa trong lo âu. Bác sĩ Võ Đình Hữu làm chung chương trình với chúng tôi, từ hồi đại dịch đến giờ bác sĩ không bao giờ đóng cửa. Bác sĩ Trung Chỉnh cũng vậy, không bao giờ đóng cửa, vẫn khám bệnh, vẫn chăm sóc sức khỏe cho đồng hương của chúng ta. Thì những sự hy sinh đó, có những tấm lòng như em bé 3 tuổi này, quý vị thấy em bé dễ thương lắm. Em đã làm được một việc. Đây là những cái việc mà chúng ta đáng khích lệ. Và chúng ta phải yêu thương những người chiến sĩ đã đứng ở tuyến đầu chống lại con virus quỷ quái này. Chúng tôi trước khi chia tay cùng quý vị nhắc quý vị rằng cuối tuần này nhớ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đừng tập trung đông. Làm thế nào thì làm để chặn đứng được con virus, chúng ta mới có thể mở cửa lại tất cả sinh hoạt của chúng ta. Cảm ơn cô Thế Thủy và cảm ơn quý khán giả.